Hiếu Minh Audio chi nhánh miền Nam xin chào toàn thể các bác và anh em âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Thì thưa các bác và thưa anh em, ngày hôm qua thì tại cơ sở Hiếu Minh Audio ngoài miền Bắc thì có về được là gần 100 bộ mic micro dây hàng chính hãng của thương hiệu DBAutic. Thì ngày hôm nay thì em đang lên sóng ở trong chi nhánh miền Nam, chi nhánh Sài Gòn. Thì hôm nay hàng vừa mới chuyển vào thì gồm những sản phẩm như đẩy công suất này, loa, súp, tủ kỹ thuật, rồi là nâng tiếng và mic. Thì trong đó thì có những sản phẩm đó là bộ mic DB mà em vừa nói là về gần 100 bộ ấy. Đó chính là bộ mic phiên bản mới nhất của nhà hãng DBAutic. Thì hôm nay em lên sóng ở trong chi nhánh Sài Gòn để giới thiệu đến các bác cũng như là thông báo tới các bác là một bộ mic không dây có trị giá khoảng trên 3 triệu được bảo hành 2 năm đã về hàng cập bến tại Hiếu Minh Audio. Đây là sản phẩm mới cho ra mắt của nhà hãng DBAutic, một thương hiệu mà rất là nổi tiếng hiện nay, phân phối rất nhiều và đa dạng rất nhiều sản phẩm từ đẩy công suất này, loa, vang, nâng và rồi là micro dây, mic. Thì đây này thì chuyển vào được 20 bộ ở trong chi nhánh miền Nam các nhá, chuyển được 20 bộ, đó là bộ mic DB450 list đây, phiên bản mới nhất này. Phiên bản này là phiên bản là nâng cấp của DB450 hay là mã có tem ghi xuất xứ của sản phẩm, rồi là của nhà hãng phân phối DBAutic, model là DB450 Plus. Thì ở bên này thì em đang mở sẵn một bộ rồi để quay và giới thiệu đến các bác về phần ngoại thất và chất lượng của sản phẩm này. Thì đây là một phiên bản mà em đánh giá là nhà hãng rất chỉnh chu về phần ngoại thất, ngoại hình của sản phẩm. Thì đây là một mẫu mic mới cho nên là các bác có thể thấy rất là lạ đúng không ạ? Thiết kế thì nhìn sơ qua rất đơn giản. Ở phía trước là mặt phay nhôm này, mặt màu đen, rất đơn giản. Ở giữa là logo DB 450 25 mã, 450 list nhầm là cũ. Thì màn hình hiển thị thông số thì thiết kế nó rất là đặc biệt. Nó thiết kế nó lồi ra ngoài, đấy, lồi ra ngoài này, được bo trong cái viền bằng nhôm. Và màn hình mica hiển thị thông số tần số của mic, một màn hình mà cảm giác cái công nghệ rất là mới hiện đại, mắt thần IR. Và bên này thì là chỉnh tần số của hai tay mic, tay mic A và tay mic B. Ở đây thì có volume này, setup set lại số sóng này, và up và down là thay đổi tần số sóng của tay mic. Nút nguồn ở bên phải, tem của nhà hãng. Các bác biết rồi, thì sản phẩm chính hãng thì họ sẽ có những cái cách để phân biệt hàng nhái, hàng giả, cũng như là sản phẩm của DBAutic này. Thì đây là những chiếc tem để các bác có thể check mã QR cũng như là soạn tin nhắn theo cú pháp của nhà hãng để chúng ta có thể là check được sản phẩm. Đây là một phiên bản rất là mới, một phiên bản mới cho ra mắt của nhà hãng DB, model là 450 list. Phía sau thì thiết kế là hai dâu sóng. Đây là một bộ mic mà sử dụng cho gia đình, cho nên là sóng bắt khoảng 50m đổ về, các bác có thể sử dụng gia đình hoặc là phòng hát. Hai anten sóng này và output gồm hai cổng cắm là cổng cắm 6 ly và Canon. Đây thì phụ kiện đi kèm thì gồm những tay chống lăn ngang, tay chống lăn đuôi này, của nguồn adapter và một dây kết nối 6 ly và bốn quả pin sạc. Pin này không phải pin sạc nhé, pin này thì nhà máy tặng các bác khách hàng để chúng ta test mic và hai dấu sóng ở viền đây. Thì tay mic này, tay mic thì màu xanh rêu, chóp mic là được phủ lớp nano bạc chống nước, chống rỉ. Tay mic cầm vừa tay thôi. Chung là các sản phẩm của nhà hãng DBAutic thì rất là chỉnh chu về phần ngoại hình của ngoại thất của sản phẩm cũng như là chất lượng của sản phẩm. Và sản phẩm này thì có giá là 3.500.000 được bảo hành lên tới 2 năm, đổi mới trong vòng 3 tháng. Và khi các bác mua trong clip ngày hôm nay cũng như là trong 3 ngày tới, thì khi các bác mua offline tại hai cửa hàng của Hiếu Minh ngoài Bắc và miền Nam và cũng như là online, thì
với giá 3.500.000, bên Hiếu Minh sẽ tặng kèm một phần quà ưu đãi tới các bác khách hàng, đó chính là tặng các bác một bộ pin sạc sử dụng cho bộ mic này. Pin sạc này các bác dùng hết xong đó là sạc này, thì bộ pin này các bác dùng liên tiếp với bộ mic 450 lít này thì sẽ có dung lượng khoảng tầm 6 đến 7 tiếng nhé. Sau khi sạc đầy, này dung lượng là 3.300, sau khi sạc đầy thì các bác dùng với bộ mic này khoảng được 6 đến 7 tiếng liên tục, các bác có thể thấy. Và sau khi hết pin thì các bác lại tiếp tục sạc, thì bộ pin này thì có trị giá là 320.000. Rất nhiều khách hàng đã sử dụng và rất khen ngợi đánh giá cho cái bộ pin này. Thì hôm nay lên clip để thông báo tới các bác là tại Hiếu Minh Audio cũng như là hai chi nhánh miền Bắc và miền Nam của bên em đã có phiên bản mới nhất của thương hiệu Demotic 450 lít này. Vừa rồi thì có một em có đăng ảnh demo lên trên lên trên website cũng như là trên kênh, thì rất nhiều bác đã hỏi thăm là hàng đã về chưa cũng như là các bác đã đặt hàng, thì hôm nay là rất là vui mừng khi mà hàng đã đầy đủ có mặt tại hai chi nhánh của Hiếu Minh, và hôm nay thì em sẽ lên đơn và gửi gửi đơn trả đơn cho các bác ở xa. Thì các bác có nhu cầu về sản phẩm micro dây chính hãng DB 450 lít này thì có thể liên hệ qua Hiếu Minh với các số điện thoại online. Cơ sở miền Bắc có số là 0919182233 và 0869972. Cơ sở miền Nam có số hotline là 0982352313. Và hiện tại thì bên em đang có hai chi nhánh bán lẻ. Cơ sở miền Bắc có trụ sở tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Miền Nam có trụ sở tại 48B, cự xá Ba Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 cũng nhé. Và cách bến xe Sương khoảng 500-700m. Bên em có giao hàng toàn quốc. Đấy, các bác có nhu cầu nhanh tay liên hệ. Đợt này thì trong 3 ngày tới em sẽ gửi một phần quà ưu đãi trị giá 320.000, đó chính là bộ mic sạc này, gửi tới các bác khi các bác mua bộ mic 450 lít mới về hàng này nhé. Thì bây giờ em sẽ cho bộ mic này lên và test thử chất âm của em nó. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Dạ vâng, xin chào tất cả các bác. Sau đây em xin test chất âm qua một bài karaoke trên bộ mic 450 này. Bộ mic này với về bên Hiếu Minh Audio các bác nhé. Và đây em sẽ hát trên con vang S750 Plus bản màu đen và cục đẩy D2610 cho công suất kênh A, kênh B là 600W, kênh C là 1000W các bác nhé. Và em hát trên cặp loa CF Luxury 12 và đây là cô Mai Công Chúa. Ok. Đời mong bắn nước cay nhiều rồi.
Tâm tư sầu vắng đi chăng buồn.